Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 6 tây tháng 12 anh em. Rồi, trưa nay thì em lên cho anh em tầm khoảng mười mấy 20 lô ha. Rồi, hôm nay thì buổi trưa lên mười mấy 20 lô anh em. Rồi, tiếp tục xả hàng giá rẻ cho anh em ha. Xả hàng cuối năm nha anh em. Rồi, anh em mà có chốt phụ tùng, có linh to phụ tùng thì ghi to ra nha anh em. Ghi to ra gửi qua Zalo giùm em ha. Đây hàng của anh em đang soạn ha. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, máy chưa dọn nổ ha. Bao cho anh em đầy đủ đồ, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Bao đầy đủ đầu bò chén kẹp ha. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Rồi bao cho anh em đầy đủ đồ anh em, máy chưa dọn nổ. Em vô cái con máy đầu tiên là con Hitachi. Con Hitachi này thì bao đẹp luôn anh em. Cực kỳ đẹp ha. Con này nó thiếu cái nắp xăng thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn. Con số 1 này 1 triệu anh em, ga bóp nè. Ga bóp hệ luôn ha. Hitachi. Con này 4 thì anh em. Con số 1 1 triệu. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Đầu bò chén kẹp bao cho anh em đầy đủ. Rồi lô số 1 anh em 1 triệu. Lô số 2 là con Mitsu TL43 anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Con này 1 triệu 2 anh em, con số 2 1 triệu 2. Tay lái dài. Rồi số 3 là con này là con Makita anh em. Makita này là Makita 301 ha. Makita 301. Rồi tay lái của nó là tay lái dài anh em. Con này là Makita 301 ha. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ. Tay lái dài, con số 3 1 triệu 6 Makita 301 nha. Lô số 4 là hai con Gobin. Gobin này là Gobin NB31 nha anh em. Gobin NB31 nha. Nòng 36 ly, tum là tum lớn luôn anh em. Chế hệ quanh gồ ra ngang luôn anh em. Rồi lô số 4 này là 2 cây 2 triệu 8, tay lái của nó là tay lái dài. Bao cho anh em đầy đủ đồ ha, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Rồi lô số 4, 2 cây 2 triệu 8, Gobin NB31. Lô số 4. Rồi lô số 5 là hai con là ba con Makita, ba con Mitsu anh em. Ba con Mitsu ha. Đây lô số 5 Mitsu này là Mitsu TU anh em, TU là TU 26 ha, tum là tum gời luôn. Mitsu TU 26 tum gời. Tay lái của nó là hai tay lái già, hai tay lái tròn, một cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành hết ha. Mitsu TU 26, lô số 5. 3 cây 4 triệu 8 anh em, triệu 6 con cây. Triệu 6 con cây. Lô số 6 là Hitachi Bamba. Hitachi Bamba 2 cây là 2 triệu 2 anh em, 1 triệu 1 con cây ha. Hitachi Bamba nòng 36 ly. Nòng 36 ly, tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ ha. Rồi lô số 6. 2 cây là 2 triệu 2. 1 triệu 1 một cây. Lô số 6. 2 cây là 2 triệu 2 anh em. 1 triệu 1 một cây. Lô số 7 là hai con Echo anh em. Echo này là Echo 341 anh em. Echo này là Echo 341 anh em, 341 ha. Rồi bình xăng trên anh em, Echo 341 bình xăng trên. Hai cây này là 3 triệu 2 anh em, 1 triệu 6 cây, hai cây là 3 triệu 2. Echo 341 bình xăng trên. Tay lái là tay lái dài anh em, tay lái dài ha. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn. Rồi lô số 7, 2 cây 3 triệu 2. 1 triệu 6 cây. Rồi lô số 8. Lô số 8 là lô Echo anh em. Echo này là Echo 21 ha. 21cc anh em. Lô này thì 2 cây, 3 cây là 1 triệu 650 ha, 550 ngàn cây. Tay lái là 2 tay lái 1, 2, 3, 3 cái tay lái dài luôn anh em, 3 cái tay lái dài. Rồi Echo 21 ha, lô số 8. 3 cây 1 triệu 650, 550 ngàn cây. Rồi lô này là lô số 8 anh em, Echo 21 550 ngàn cây anh em, Echo 21 ha. Còn đây là Echo 341. Lô này 1 triệu 6 cây. Hitachi Bamba. Hitachi Bamba anh em, lô này thì 1 triệu 1 một cây ha. Mitsu TU lô này 1 triệu 6 cây anh em, 1 triệu 6 cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 9. Lô số 9 là hai con Mitsu TL23 anh em. TL23 ha, 2 cây. 2 cây là 1 triệu 2 cây, 2 cây là 2 triệu 4 anh em. Tay lái là tay lái dài, một tròn. Một tròn một dài ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 9 anh em, 2 cây 2 triệu 4. Rồi lô số 10. Lô số 10 là Isaki anh em. Isaki TZ27.
TZ27 anh em, tay lái của nó là tay lái dài luôn ha. Tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn. Lô số 10 anh em. 2 cây 2,6 triệu, 1 triệu 3 cây. Isaki. Lô số 11 là Echo 240 anh em, 240 ha, nòng 34 ly. Lô này thì tay lái là có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài hết. Echo 240 anh em, nòng 34 ly bao đẹp luôn. Lô này thì mặt dịch trợ lực hết luôn ha. Lô này 800.000 cây anh em, 6 cây là 4,8 triệu, Echo 240. Lô này quá đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn. Lô số 12 là lô này là Magu anh em, Magu này là Magu 26cc ha, nòng 34 ly. Magu 26cc anh em, nòng 34 ly. Tay lái là tay lái dài anh em, ra bóp hệ luôn nè, ra bóp hệ luôn ha. Rồi đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em. Bao đầy đủ. Lô số 12 anh em, 7 cây 7,7 triệu, 1 triệu mốt một cây. 1 triệu mốt một cây anh em. Rồi lô này là 1 triệu mốt cây anh em, 7 cây là 7 triệu 7 ha. Rồi lô này là lô Echo anh em, Echo 240 anh em, mặt giật trợ lực luôn ha. Mặt giật trợ lực 800.000 cây. Rồi Echo TH anh em. TZ TH, TZ TZ chứ, 27 anh em. Cái này là mặt giật trợ lực luôn. Dù 3 cây, Mitsubishi là 23 anh em. Lô này 1 triệu 2 ngàn cây. Rồi tiếp theo là lô số 14. Ở lô số 13 chứ. Lô số 13 là Echo này, là Echo 24 anh em. Echo 24cc ha. Lô này thì tay ra bóp hệ anh em. Hai cái tay lái tròn ra bóp hệ ha. Một cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn anh em. Rồi lô số 13, 3 cây 2,7 triệu, 900.000 cây. Echo 242. Lô số 14 là Mitsubishi TL 26261 anh em, lô này 3 cây ha. 3 cây anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn, tay lái dài luôn. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ. Lô số 14 anh em. 3 cây 4,8 triệu, 1 triệu 6 cây. Lô số 15 là lô Honda, Honda GX 25 anh em. Honda GX 25 ha, lô này 3 cây, Honda GX 25. 3 cây anh em. Tay lái là tay lái dài hết ha. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ. Lô số 15, 3 cây 5,7 triệu, 1 triệu 9 cây. 1 triệu 9 cây anh em, Honda GX 25. Lô số 15. Rồi lô số 16 anh em. Honda GX 25 anh em. Lô này thì 1 triệu 9 cây ha. Mitsubishi TL 26261, 1 triệu 6 cây. Còn đây là Echo 24 anh em, Echo 24 ha, 900.000 cây. Rồi lô số 16 là lô TL 26261 tiếp nha anh em. Lô này tổng cộng là 6 cây ha. 6 cây là 9,6 triệu, 1 triệu 6 cây anh em. TL 26261. Rồi tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chiếc. Rồi lô số 16 này 6 cây 9,6 triệu anh em. Mitsubishi TL 26261 ha. Cái này nó thiếu cái mão thì em lắp cho anh em đầy đủ anh em. Bao cho anh em đầy đủ đồ. Hơi lửa ngon lành luôn ha. Lô số 17 là lô TB anh em. TB này là TB 26 ha, nòng 34 ly. TB 26 nòng 34 ly. Lô này thì 4 con tôm liền mà 1 con tôm gời anh em. Lô này quá đẹp luôn ha. Rồi lô này thì tay lái là 2 tay lái tròn anh em, 3 cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha. Rồi Mitsubishi TB anh em. Lô số 5. 1 triệu 3 ngàn cây anh em. Ủa lô số 17 chứ, 5 cây 6,5 triệu, 1 triệu 3 ngàn cây. Lô số 18 là Echo 230 anh em. Echo 230 ha. Lô này là 5 cây, tay lái dài luôn, 8,5 triệu ngàn cây. 5 cây là 4,250 triệu. Lô số 18, Echo 230, 8,5 triệu ngàn cây anh em. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ. Lô số 18. TL 26261 anh em, 1,6 triệu cây ha. TB 26, lô này 1 triệu 3 cây. Còn đây là Echo 230 anh em, lô này 8,5 triệu ngàn. Lô số 19 là lô này là lô Echo Kyrgyz. Kyrgyz
210 anh em, 200 210 ha, 600 ngàn cây anh em, 5 cây 3 triệu. 5 cây 3 triệu. Tay lái là ba cái tay lái dài và hai cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 19 anh em, Echo 200 210. Lô này 600 ngàn cây. Rồi cuối cùng là lô số 20 anh em, TL20 ha. Mitsubishi TL20, lô này thì 850 ngàn cây anh em, Mitsubishi TL20. Lô này thì 5 cây tôm gời ha, 1 cây tôm liền, Mitsubishi TL20 anh em. Tay lái thì có một cái tay lái tròn ha, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Rồi lô số 20, 6 cây 5 triệu mốt, 850 ngàn cây anh em, 850 ngàn cây. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.